Con lừa, con vật thường xuyên liên quan nhất với sự ngu ngốc, sự bướng bỉnh, lười biếng. Từ lâu nông dân đã biết rằng con vật này thực sự là một người bảo vệ tuyệt vời cho gia súc của họ. Lừa thực ra nó không trực tiếp bảo vệ gia súc, giống như những người bảo vệ khác, nhưng họ bảo vệ lãnh thổ và bản thân mình rất hung dữ. Lừa không nhất thiết phải tuần tra lãnh thổ của mình, nhưng họ sở hữu tầm nhìn rộng tuyệt vời và đôi tai lớn của chúng mang lại cho chúng khả năng nghe đáng kinh ngạc và phản ứng nhanh chóng với mọi mối đe dọa. Không giống như ngựa, những con vật nhanh chóng sợ hãi và bỏ chạy. Nói về các mối đe dọa, lừa sẽ tìm mọi lý do để hành hạ một con sói đồng cỏ, một con cáo hoặc một con chó lang thang. Khi tấn công, lừa rất hung dữ. Chúng bắt đầu với tiếng rít khó chịu để xua đuổi kẻ săn mồi, đồng thời cũng cảnh báo cho chủ trang trại. Nó sẽ tấn công dữ dội vào kẻ săn mồi để đuổi nó đi. Chúng sẽ dùng hàm răng khổng lồ của mình để cắn kẻ săn mồi ở bất cứ đâu có thể, từ đầu cho đến mông và kèm theo những cú đá cực mạnh.